Xuất hiện nhà báo viết thuê thứ hai sau Huỳnh Hòa Bình, mỗi người dẫn dắt người trong giới giải trí ủng hộ Hồng Phượng đã trở lại. Thưa quý khán giả, báo 20K nổi tiếng trong drama gia tộc Vũ Linh nhờ những bài viết sặc mùi bôi nhọ và phỉ báng qua những văn phong từ tiểu học, trung học, đại học không thầy cô nào dám dạy. Bằng một chút kiến thức có được, nhà báo này vài tháng qua đã ấm no nhờ viết thuê chửi mướn. Tuy nhiên sắp tới đây, chén cơm của ta có thể phải san sẻ cho một người khác. Hiện tại, một người được cho là nhà báo có tên Nguyễn Huy đã được phía Kênh Kênh tung vào sân. Chỉ một bài viết đầu tiên, nam nhà báo này đã nhanh chóng vượt mặt báo 20K, thu hút sự chú ý của khán giả. Vậy nhà báo Nguyễn Huy là ai? Lập trường của nhà báo này như thế nào? Mời quý vị theo dõi tin tức cho chúng tôi cập nhật. Sau khi phía Hồng Loan công bố thông tin đã xét nghiệm ADN, Huỳnh Hòa Bình đã liên tục có các bài viết bình luận vấn đề này, tuy nhiên giá trị của cô ta hiện tại là con số âm. Nhìn ra âm mưu muốn tị nạn ở Mỹ, dư luận đã phớt lờ, không đánh giá, không bình luận, không tỏ thái độ với tất cả các bài viết của mụ ta. Một nhà báo mà không nhận được sự tương tác của người đọc thì xem như vứt. Tuy nhiên, thay thế cho sự tuột dốc của báo 20K, một người được cho là nhà báo làm trong showbiz tên Nguyễn Huy đã có bài phân tích về câu chuyện ADN của Hồng Loan. Đáng quan ngại, danh sách bạn bè của người này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người làm trong khâu hậu trường, ngành giải trí. Vì không theo dõi từ đầu đến cuối drama, đã bị bài viết của Nguyễn Huy dẫn dắt thành ra đồng tình bên vực Hồng Phượng và phê phán hành động xét nghiệm ADN của Hồng Loan. Bài viết và sức ảnh hưởng ghê gớm của Nguyễn Huy như thế nào? Chúng tôi xin vừa đọc nội dung bài viết, vừa đưa ra lời phản biện của chúng tôi. Xin hỏi ca sĩ Nguyên Vũ, tòa đang thụ lý hồ sơ vụ án bà Hồng Nhung, em ruột Vũ Linh kiện Hồng Loan, tức còn nuôi Vũ Linh, có vấn đề tài sản anh Vũ Linh để lại. Vậy bạn và bạn nữ gì đó đã âm thầm xét nghiệm ADN là theo yêu cầu của tòa hay tự ý? Nếu theo yêu cầu của tòa, bạn có được tự ý công bố trên mạng xã hội hay không? Stop! Dừng ở thông tin này, chúng tôi có đòi lời phản biện nhà báo Nguyễn Huy đặt câu hỏi cho Nguyên Vũ. Nhà báo đang đứng ở vai trò nào, quan tòa hay công an, hay là tư cách nhà báo hay là một Facebooker? Dù ở một vị trí nào thì ông cũng không có quyền hỏi, dù ông là tổng thống. Tại sao bài viết của ca sĩ Nguyên Vũ đã nêu rõ về việc xét nghiệm ADN được sự đồng ý của Hồng Loan? Vậy thì Loan phải xin phép ai nữa? Tòa án không can thiệp vào việc riêng của người khác, huống chi là nhà báo Nguyễn Huy. Hồng Loan thử ADN là việc riêng của Hồng Loan, Nguyễn Huy không có quyền xía vô hay vận hỏi tra hỏi, Hồng Loan công bố cũng không cần đến sự cho phép của bất cứ ai. Xin đọc tiếp bài viết của nhà báo Nguyễn Huy. Nhưng điều quan trọng, anh Vũ Linh đã qua đời, bạn lấy cái gì từ cơ thể của anh để xét nghiệm ADN với Hồng Loan, tóc, máu hay gì? Các bạn đã lưu lại những thứ đó bằng cách nào để âm thầm xét nghiệm vào lúc này? Thưa quý khán giả, ngu lại thích tọc mạch, thà không hỏi người ta còn tưởng mình ngu, hỏi rồi thì người ta không còn nghi ngờ mà chuyển sang khẳng định chắc nịch 100%. Chị Ni đã khẳng định xét nghiệm ADN Hồng Loan thực hiện là xét nghiệm cá nhân, kết quả xét nghiệm không nộp lên tòa án vì không cần thiết, không liên quan. Chừng nào sử dụng chứng cứ ADN tại tòa thì mới cần thu thập chứng cứ, theo quy định của tòa mới cần sự giám sát của tòa án và người có thẩm quyền. Về quá trình thu thập mẫu, hiểu chưa ông nhà báo? Và mẫu máu, mẫu mô của chú Vũ Linh vẫn còn trong bệnh viện. Nếu sợ là giả thì xét nghiệm với ông bà 67 như lời của chị Ni đã nói. Nguyễn Huy tiếp tục viết như sau. Sau việc xét nghiệm này không được tiến hành lúc anh Vũ Linh còn sống. Quý vị thân mến, ông nhà báo có râu này ngu thật chứ không phải là dạng tri thức. Đặt câu hỏi này chứng tỏ ông ta không theo dõi drama từ đầu, từ đất nẻ nào chui vào drama này. Từ đất nẻ nào chui vào drama để bú fan. Sao không đi xét nghiệm ADN khi chú Vũ Linh còn sống? Là bởi lúc chú còn sống có đứa nào dám bảo Hồng Loan là con nuôi đâu. Mở miệng ra nói như vậy, chắc chú tống cổ ra khỏi nhà cho ăn mấy cái bạc tai. Gã có râu, giả danh tri thức tiếp tục viết. Kể từ khi ông Việt Kiều nào đó được gọi là bạn anh Vũ Linh bên Hồng Phượng và phát biểu lên tin thì nhóm nghệ sĩ bên vực Hồng Loan xuất hiện. Các bạn đã hàng ngày xây dựng hình ảnh Hồng Loan thiện lành, dễ thương, thậm chí muốn tạo điều kiện để Loan hát. Cảm giác như các bạn đã đi xa quá và hơi lệch hướng rồi, tòa án sẽ không xử theo số lượng người ủng hộ đâu. Bạn có thấy số lượng người ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đông khủng khiếp không? Nhưng kết cục thì sao? Tôi không ủng hộ ai giữa Hồng Loan, Hồng Phượng, bởi việc đã đến tai tòa án thụ lý thì chờ tòa án phán quyết, chỉ là thấy cách vận động, hành lang của các bạn hơi kỳ. Thưa ông nhà báo, có vẻ ông đang học đạo đức, tư tưởng ngược của báo 20K.
Tòa không xét xử theo số đông là điều đương nhiên, tòa sẽ xét xử theo chứng cứ Hồng Loan đang có, chứng cứ hợp pháp là giấy tờ con nuôi hợp pháp, thì cô ấy sử dụng làm căn cứ bảo vệ cho lợi ích của mình. Có vẻ như ông nhà báo không làm được việc tốt như ca sĩ Nguyên Vũ và những nghệ sĩ đang bảo vệ Hồng Loan, nên ông nóng hả ông? Ở nhà chu chéo người ta chi vậy, ra đường mở to mắt ra mà xem dư luận đang đứng về phía nào. Hồng Loan đã khẳng định là không theo con đường ca hát, người ta ra MV là để lưu lại khoảnh khắc và làm kỷ niệm, mà ông nói là dọn đường để dấn thân vào showbiz. Có ông và đồng nghiệp báo bình dọn đường cho mẹ con nhà cảm vào T30 thì có. Nguyễn Huy tiếp tục viết: nếu hồi anh Vũ Linh còn sống mà không làm giấy tờ nhận con nuôi, Hồng Loan không được thừa kế. Nếu tờ giấy này xuất hiện sau khi anh Vũ Linh qua đời là có vấn đề. Nếu gì mà lắm thế ông nhà báo, nhìn mặt tưởng ngầu tri thức mà toàn đặt trường hợp giả tưởng ngu bỏ sự. Bàn tới việc riêng của nhà người khác thì ông nên tìm hiểu câu chuyện, nhất là câu chuyện đó quan trọng có ảnh hưởng đến chính bản thân ông nữa. Nếu phát ngôn không suy xét, chú Vũ Linh đã tự mình đi làm giấy khai sinh cho Võ Thị Hồng Loan vào ngày 21 tháng 3 năm 1992 theo hình thức con nuôi, vì lúc đó chú ấy không kết hôn, không còn mẹ của Hồng Loan để làm giấy tờ nhận con đẻ. Ok chưa, ông nhà báo râu lầm sờm. Chưa dừng lại ở đó, nam nhà báo này tiếp tục đặt thêm những câu hỏi ngu thơ rồi. Nếu nói là con ruột, vì sao hồi còn sống anh Vũ Linh không tuyên bố chính thức vào việc Hồng Loan là con ruột với đầy đủ xuất xứ cha và mẹ? Ủa, thấy gặp mọi người, bố mẹ của ông giới thiệu về ông rằng đây là con trai của tôi, hay phải là đây là con trai ruột của tôi, thì ông mới chịu vậy. Có clip chú Hữu Quốc phỏng vấn chú Vũ Linh, khi hỏi về những người con của chú thì chú Vũ Linh đã nói chú có một đứa con gái, còn lại là con trong nghề, và có rất nhiều bài báo chú Vũ Linh kể về Hồng Loan. Chú có nói là không có con đâu, cuộc sống nhiều cái trái ngang. Tại sao ông không tính tới việc nhiều lý do chú ấy không muốn nói tới mẹ của Hồng Loan khi chú ấy còn sống? Nam nhà báo chuẩn bị thay thế cho báo 20K ăn gạch đá của thiên hạ. Tiếp tục hỏi, nếu là con ruột, thương cha rất nhiều, vì sao Hồng Loan không ở chung với cha Vũ Linh tại nhà ở Phú Nhuận suốt thời gian anh bị bệnh trước khi qua đời, mà chỉ có quản lý ở cận kề, làm gì cũng gọi quản lý? Thưa quý vị, Hồng Loan có ở chung với chú một thời gian và mẹ con cám đã đâm chọt gây ra mâu thuẫn giữa chú và Hồng Loan, nên Hồng Loan mới về nhà chồng. Và đúng hơn, gái đã có chồng thì về nhà chồng là đúng, cha mẹ sẽ mong con hạnh phúc bên nhà chồng. Hay là phải về nhà ăn bám mình đến tận cuối đời? Không như con ve, nó có chồng có con mà vợ chồng con cái nó phải ở ké ăn bám nhà cậu mình thì cái đó mới gọi là nhục. Giai đoạn trước khi chú bị bệnh thì đã có trợ lý túc trực chăm sóc, con trợ lý chú đã trả tiền thuê cho nó, thì bổn phận của nó là chăm sóc chú là đương nhiên, chẳng lẽ trả tiền cho nó để nó ăn không ngồi rồi hay sao? Nhà không năm Đoàn Thị Điểm lúc đó có người cô, con gái của cô, chồng con gái cô, cháu ngoại cô sống cùng như vậy. Nếu cả nhà Hồng Loan 7 người cùng kéo về nữa thì ở vào đâu? Cuối tuần con gái với các cháu ngoại về thăm, chú vào bếp nấu nướng, về không được chú còn bảo là nhớ sắp nhỏ thấy mẹ luôn, thế là đủ yêu thương chưa? Thưa quý khán giả, ăn một bài viết có 20.000 mà gạch đá xây đủ biệt thự. Nếu nhờ Nguyễn Huy tham khảo luật và cái đạo đức ngược từ nhà báo 20K thì ông cũng nên học cả cái chiêu bài là đóng bình luận đi là vừa. Bài viết thì dài nhưng tư duy thì nông cạn như cái khơi đựng trầu